Xin chào các bạn, là mình đây. Mấy ngày hôm nay thì Hà Nội bắt đầu vào thu rồi, thời tiết trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều. Đây cũng là thời gian mà chúng ta có thể bắt đầu sử dụng lại những cái mùi hương với nốt hương nặng đô mà mùa hè khó dùng như là thuốc lá, vani, da thuộc rồi. Và đây cũng sẽ là thời điểm mà mình sẽ làm nhiều hơn về những mùi hương dành cho mùa thu đông. Và để gọi là chào thu đi, thì như các bạn có thể thấy ở tiêu đề, hôm nay sẽ là một mùi hương tới từ nhà Kilian, cũng là Black nhưng không phải là Black Phan rừng mà là Back to Black. Một mùi hương với chủ điểm là thuốc lá và mật ong mình cực kỳ yêu thích. Còn bây giờ, không để mất thời gian của mọi người thêm nữa. Here we go. Mình tin là hầu hết mọi người đang xem video này khi mà nhắc tới nước hoa nam của Kilian thì hầu như chỉ biết tới Black Phantom thôi đúng không? Tuy nhiên thì Kilian còn nhiều chai nước hoa khác cũng hay, có thể kể tới như là Single Malt này, Light My Fire, Smoke for the Soul hay là Back to Black. Và ở Việt Nam thì với phong trào phổ cập nước hoa niche thì Kilian mới được biết tới rộng rãi trong khoảng một vài năm đổ lại đây thôi. Và đó cũng là khoảng thời gian những chai mình vừa kể trên bị ngừng sản xuất. Và chưa kể thêm đó là một phần do chiến dịch marketing nữa. Phần lớn những nhà bán lẻ Việt Nam thì chỉ làm PR cho Black Phantom thôi. Một mùi ngọt, sang, mịn mũi, một cái box logo rất là đẹp. Mọi thứ nó khiến cho Black Phantom được chú ý nhiều hơn với những sáng tạo khác. Và đó cũng là lý do mình làm video này, để giới thiệu cho mọi người rằng ngoài Black Phantom ra thì Kilian còn nhiều chai khác cũng rất hay. Và cụ thể trong video này là Back to Black. Nãy giờ nói hơi nhiều rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với nhân vật chính, Back to Black. Chai nước hoa này thì vào thời điểm năm 2019 thì hãng đã bắt đầu out of stock rồi, một thời gian rất là dài. Và nếu như ai có biết thì đều nghĩ là chai nước hoa này đã bị discontinued. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì hãng đã có sản xuất trở lại được một khoảng thời gian rồi. Và mặc dù đây là một mùi hương mình rất thích, nhưng mà mình vẫn phải cảnh báo với các bạn rằng nó không phải là một mùi hương phù hợp dành cho những bạn newbie mới tìm hiểu về nốt hương thuốc lá đâu. Nếu như các bạn mới tìm hiểu về nốt hương thuốc lá thì mình sẽ khuyên là hãy cứ bắt đầu với ở Jazz Club, The One, Burberry London for Men, hay là cao cấp hơn một chút thì có Herod hay là Nasos, đều là những mùi hương dễ chơi, dễ trúng thưởng, nịnh mũi. Còn với Back to Black thì nó sẽ có phần hơi kén mũi một chút đấy. Và như mình đã nói ở trên, chai nước hoa này được làm xoay quanh hai nốt hương chính, đó là thuốc lá và mật ong, được làm một cách rất nghiêm túc. Nốt nào ra nốt đấy. Thuốc lá ở trong chai nước hoa này là một cái mùi thuốc lá ngửi raw, dày, rõ, hơi khẳng nhẹ, đặc biệt là khi vừa mới xịt ra. Và nếu như bạn nào mà đã từng trải nghiệm bộ môn thuốc lá tẩu hoặc là thuốc lá sợi tự quấn ấy, thì các bạn sẽ hiểu cái cảm giác mình vừa nói. Hoặc là nó cũng giống như việc chúng ta đi qua một cái nhà máy thuốc lá ấy. Ở Hà Nội thì có nhà máy thuốc lá Thăng Long. Thì khi mà các bạn đi qua cái nhà máy đấy thì cái mùi hương thuốc lá trong chai nước hoa này nó ra một cái vibe khá là tương đồng như vậy. Bên cạnh đấy thì mật ong ở trong chai nước hoa này cũng được làm một cách đặc quánh, ngọt, dày. Và nó cũng góp phần cùng với thuốc lá làm cho chai nước hoa này khi vừa mới xịt ra bị một cảm giác hơi khẩn khẩn. Và cái này thì với những ai mà đã tiếp xúc nhiều với nước hoa rồi, thích những cái mùi hương nặng đô thì cực kỳ thích cái cảm giác này, ngửi nó rất là sướng, rất là đã. Nhưng ngược lại thì nó sẽ khó tiếp cận với newbie. Đó là lý do tại sao mình lại cảnh báo với các bạn ban đầu là như vậy. Và sau khi xịt lên da khoảng 15-20 phút thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy mùi hương dịu đi, không còn bị khẳng nhiều như lúc đầu nữa. Chúng ta cũng cảm nhận được thuốc lá lúc này được bổ trợ thêm bởi cái nét trái cây từ cherry. Mùi bắt đầu hiền hơn, nịnh mũi hơn ban đầu rất là nhiều. Mật ong nó vẫn giữ một cái trạng thái dày và đặc quánh như vậy, cảm giác giống như mùi siro ấy, mà nó dịu đi một cách rất là chậm rãi. Nếu như tinh ý thì chúng ta sẽ thấy có thêm sự xuất hiện của một vài nốt hương khác, nhưng nhìn chung là khó để nhận thấy bởi vì mật ong ở đây làm khá là dày và đậm nên gần như là lấn át hết những thứ khác. Và cái điểm thú vị của chai nước hoa này là khi chúng ta đưa tay lên sát mũi ngửi thì nó như vậy. Còn khi để mùi hương nó tỏa ra xung quanh ấy thì cảm giác nó giống như là một cái thanh chocolate hảo hạng đang tan chảy ra vậy. Nó ngọt, nó có chiều sâu. Và đây sẽ là một kiểu mùi hương mà thời tiết càng lạnh, ngửi nó càng dễ chịu, càng thích. Về cơ bản để nói về mùi hương của Back to Black thì chúng ta chỉ cần nói về hai nguyên liệu chính thôi. Đó là thuốc lá và mật ong. Một mùi hương thuốc lá đủ raw, đủ tốt để có thể làm thỏa mãn kể cả những người rất là khó tính về nốt hương này. Một mùi hương ngọt, ngọt dày, sang trọng, hơi bí ẩn và ma mị một chút. Và nếu để chỉ ra một cái hình ảnh rất là match với mùi hương của Back to Black thì với mình nó là hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành, từng trải. Và đây sẽ là một anh chàng cực kỳ sang trọng và rất là có gu nha. Đây sẽ là người đàn ông mà
không tới những club ồn ào, không tới những cái bar ồn ào, mà sẽ là những người mà thường xuyên xuất hiện ở những cái hidden bar, những cái bar mà chỉ có anh ta và những người bạn của anh ta xong rồi nói chuyện thôi. Một người đàn ông rất thú vị, rất bí ẩn và có một chút gì đó ma mị nữa. Còn về khả năng bám tỏa thì mình nghĩ là không cần phải bàn nhiều, nó làm quá tốt. Trái nước hoa này mình xịt 5 shot vào buổi sáng và đến chiều tối mình về nhà thì vợ mình vẫn ngửi rất là rõ. Hoặc là các bạn mà có xịt trái nước hoa này lên khăn ấy thì nó có khi nó còn lưu hương cả tháng trời mất. Và cũng chính vì một cái hiệu năng bám tỏa khủng khiếp như vậy cho nên là nó sẽ chỉ phù hợp để dùng cho thời tiết thu đông thôi, và đặc biệt là vào mùa đông. Mình nghĩ rằng ở cái thời điểm chớm thu như thế này thì chúng ta nên tiết chế ở khoảng 3 shot là vừa phải. Và cái gì quan trọng thì phải nói 3 lần. Đây không phải là một mùi hương an toàn dành cho những bạn newbie mới tìm hiểu có thể trải nghiệm đâu. Mà mình nghĩ rằng nếu như các bạn đang muốn tìm hiểu Back to Black thì nên dành thời gian để trải nghiệm nó trước. Và các bạn có thể tới các cơ sở của XTV để có thể cảm nhận thêm về mùi hương này trước khi quyết định có xuống tiền cho nó hay không. Thì vừa rồi là cảm nhận của mình về Back to Black, một mùi hương thuốc lá cá nhân mình cực kỳ yêu thích, một mùi hương hay, thú vị và cực kỳ có gu. Tuy nhiên cũng không phải là một mùi hương dành cho số đông. Và không biết các bạn nghĩ sao về trái nước hoa này? Đây có phải là mùi hương các bạn yêu thích hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình và những người khác cùng biết với nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký bên cạnh chuông, bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì bye bye.